Puka để lộ chuyện Diêm Tuấn Kiệt sắp lên chức. Nghi vấn Puka đang mang thai con đầu lòng khiến dân tình đứng ngồi không yên. Thời gian qua, Puka vướng tin đồn mang thai con đầu lòng. Khán giả nhận thấy vòng 2 của nữ diễn viên to bất ngờ. Từ đây, nghi vấn bà xã Diêm Tuấn Kiệt đang mang bầu được dân tình bàn tán xôn xao. Đáng chú ý, trong clip mới đây vợ chồng nữ diễn viên đăng tải, Puka vô tình tiết lộ chi tiết Diêm Tuấn Kiệt chuẩn bị lên chức. Cụ thể, nữ diễn viên nhắc ông xã, để ba khui đồ đi. Puka đã thay đổi cách xưng hô, gọi Diêm là ba. Thường cách gọi này vợ chồng gọi nhau khi đã có con. Từ đây, dân tình càng thêm bằng chứng chắc nịch về nghi vấn Puka đang mang thai. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là suy đoán của người hâm mộ mà thôi. Thực hư thế nào vẫn phải chờ người trong cuộc lên tiếng tiết lộ. Gần đây nhất Puka bị bắt gặp xuất hiện tại một sân khấu ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, bà xã Diêm Tuấn Kiệt chọn trang phục đơn giản với chiếc áo rộng khéo léo che vòng hai. Tuy nhiên, trong một vài khoảnh khắc, Puka vẫn để lộ vòng bụng to thấy rõ. Kể từ sau khi về chung nhà, cuộc sống hôn nhân của Puka và Diêm Tuấn Kiệt vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ nhiều khán giả. Cặp đôi thoải mái cập nhật cuộc sống cá nhân, hoạt động nghệ thuật tới công chúng. Về chung nhà, Puka và Diêm Tuấn Kiệt có cách quản lý tài chính riêng, rõ ràng. Ông xã Puka tiết lộ, Diêm và Pu đều độc lập về kinh tế nhưng vẫn sẽ có khoản chung cả hai đứa để dành cho con cái, tương lai sau này. Khi được hỏi về những thay đổi sau khi kết hôn, Puka từng chia sẻ, tại thật ra cuộc sống hôn nhân của hai đứa cũng chỉ mới bắt đầu thôi nên bây giờ nói về sự thay đổi chắc cũng hơi lờ mờ. Tuy nhiên, Puka nghĩ sự khác nhau giữa lúc quen với khi kết hôn là trách nhiệm. Lúc mà yêu chưa cưới thì sao cũng được, giận nhau có thể làm này làm kia xong bỏ nhà đi hoặc là không quen thì chia tay. Ngoài thời gian dành cho công việc, Puka làm tròn bổn phận dâu hiền, vợ thảo. Diêm Tuấn Kiệt từng tiết lộ Puka nấu ăn rất ngon, dù về muộn ra sao anh cũng ăn hết đồ ăn do vợ đích thân vào bếp. Chính vì thế, Diêm Tuấn Kiệt ngày càng say mê e nóc nhà.